Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với lại các công cụ này, các lệnh trong menu này và các hiệu ứng làm biến đổi các đối tượng ở trong Illustrator. Đầu tiên chúng ta làm việc với nhóm công cụ. Nhóm công cụ làm biến đổi đối tượng. Thì nhóm công cụ làm biến đổi đối tượng thì chúng ta có một loạt các công cụ như sau. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta có 8 công cụ làm biến đổi các đối tượng ở trong Illustrator. Trong đó có 7 công cụ làm biến đổi đối tượng, tức là làm biến đổi phim bề mặt đó, và một đối tượng ở trên cùng, cái width tool, thì nó làm biến đổi đường viền hay là tác động tới stroke của đối tượng. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Công cụ này nó chỉ có một cái thôi và nó nằm ngay đầu. Chúng ta sẽ giới thiệu nhanh luôn cái này. Công cụ width tool, phím tắt là shift W. Khi tôi vẽ một cái đối tượng nào đó thì chúng ta sẽ có hai thứ, đó là bề mặt và đường viền. Đó. Bình thường ra thì đường viền của chúng ta nó có cái độ dày gần như là bất biến, bất kể là chỗ điểm nào đó, nó dày đặc đều nhau, hay là chúng ta gọi là đường contour dây thép. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn làm cho thay đổi cái điều đó thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này bằng cách bấm chọn công cụ ở trong hộp, sau đó thì chúng ta đặt vào cái đường viền của đối tượng. Các bạn để ý rằng là tôi đặt chuột vào đến đâu thì nó xuất hiện một cái điểm trắng nhỏ nhỏ tại cái vị trí mà tôi đặt chuột. Sau đó tôi chỉ việc là bấm chuột và tôi bắt đầu kéo, thì các bạn sẽ thấy là cái đường viền của tôi nó sẽ được kéo dày hoặc là thu mỏng lại tùy vào cái ý đồ của tôi. Và bây giờ nếu mà quan sát ở trên thực tế thì các bạn đang nhìn thấy là chúng ta đang có một cái đường viền mà nó có viền không đều đó, có chỗ dày, có chỗ mỏng khác nhau. Có thể điều khiển được bao nhiêu điểm ở đây, các bạn thích bao nhiêu điểm thì các bạn làm bấy nhiêu điểm. Bấm thêm một điểm nữa, bây giờ tôi lại kéo vào đây. Đó, tôi lại kéo vào đây. Có nghĩa là tôi sẽ tạo ra những cái độ dày được viền hoàn toàn linh động theo cái mong muốn của tôi. Điểm này có rồi, tôi có dịch nó ra chỗ khác được không? Có, các bạn đặt chuột vào đây, các bạn có thể dịch cái độ dày này ra một vị trí mới. Đấy. Và đang dày thế này rồi, tôi muốn làm nó mỏng lại có được không? Đây, bấm vào đây, thu lại, hoặc là làm dày ra nữa. Đó, tức là hoàn toàn chúng ta cực kỳ chủ động ở trong cái việc là điều khiển cái đường viền của đối tượng, cho chỗ nào dày, cho chỗ nào mỏng, di dịch các điểm điều khiển này từ chỗ nọ sang chỗ kia. Đấy, bây giờ chúng ta có một cái đường viền mà nó rất là kỳ lạ, đúng không? Thay vì là một cái đường mà mạch đều như đường contour dây thép thì bây giờ tôi có thể cực kỳ chủ động trong cái việc là điều chỉnh độ dày, độ mỏng của một cái đường viền này tại bất cứ điểm nào tôi muốn. Thế còn muốn hủy bỏ cái này thì đơn giản là chúng ta sẽ đưa về cái giá trị này, đúng không? Tôi đưa nó về một cái giá trị đồng nhất nào đó thì nó lại thôi, nó quay trở về cái dạng đều. Còn nếu muốn đấy thì các bạn cứ đơn giản là bấm chọn công cụ kéo tại các điểm các bạn muốn là xong. Như vậy là chúng ta có thể can thiệp rất mạnh vào trong đường viền của một đối tượng và tùy biến nó bất cứ lúc nào các bạn thích. Đấy, công cụ này dùng rất đơn giản thế thôi, can thiệp trực tiếp. Thế thì đây là công cụ duy nhất ở trong nhóm các công cụ để tác động tới các đối tượng, nhưng mà thằng này thì chuyên trị là dành cho đường viền, cho đối tượng là stroke thôi. Thế còn các công cụ còn lại đều là tác động tới bề mặt và hình hài của đối tượng. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây, tôi có một đối tượng. Vừa nãy là đường viền, bây giờ chọn bề mặt đi.
Đầu tiên là công cụ Rapton Shift R. Các bạn nhìn thấy là cái công cụ này có hình là cái ngón tay đang di đang quệt. Bấm chọn công cụ, chúng ta có đầu công cụ là như thế này. Bằng cách đưa công cụ vào trong đối tượng và bắt đầu co kéo thì chúng ta sẽ làm biến dạng cái đối tượng này. Nó làm cho đối tượng giống như là một cái miếng đất sét. Chúng ta muốn vò, muốn nặn, muốn kéo, muốn giảm nó ra thế nào thì chúng ta sẽ làm y như ý mình như thế. Chỉ có điều là các bạn cần phải lưu ý cách dùng của các đối tượng này, của các công cụ này, là khi các bạn thao tác thì nó bao giờ cũng phải nằm nửa trong nửa ngoài của đối tượng. Tôi để ở ngoài này thì chưa chạm đến đối tượng, cho nên tôi kéo ở đây cũng không có tác dụng gì cả. Nếu tôi đặt hoàn toàn vào trong đối tượng này, tôi kéo thì nó cũng sẽ khó. Đó. Mạnh nhất của các đối tượng này đó là gì đấy? Đặt vào cái đối tượng và nó chỉ có thể phát huy tác dụng khi nào mà nó có cái trạng thái là nửa trong nửa ngoài. Lúc đấy bắt đầu chúng ta mới kéo được cái đối tượng theo hướng chúng ta muốn. Thế còn kéo bên trong này thì không thấy gì cả, đúng không? Kéo mà đối tượng của chúng ta nó to như thế này và cái đầu công cụ chúng ta nằm hoàn toàn bên trong này thì các bạn đẩy ngang đẩy dọc trong này cũng không có tác dụng. Đấy. Chỉ khi nào nó chạm ra tới gì đấy, chạm ra đến viền thì lúc đó các bạn có được cái phần nửa trong nửa ngoài, các bạn mới bắt đầu là vò nhào nặn cái hình của mình theo ý muốn. Đấy. Ép vào phía trong này, kéo ra phía ngoài này. Thế còn các công cụ này thì sao? Các công cụ này thì chúng ta sẽ có mấy cái thứ để chúng ta can thiệp vào đó. Đây, nhấp nút vào công cụ ở trong hộp, nó sẽ mở ra cái công cụ với các option ở đây. Ví dụ như là rộng, cao của đầu công cụ, đúng không? Độ nghiêng, nếu như chúng ta muốn có một cái công cụ không phải là tròn, đầu công cụ không phải là tròn mà là độ nghiêng. Intensity, mật độ của cái đối tượng khi được co kéo. Đấy. Rồi các cái chi tiết khi mà chúng ta kéo thì nó sẽ làm biến dạng nhiều ít như thế nào. Tất cả các tham số này các bạn có thể là điều chỉnh, các bạn có thể là ra giảm tham số ở đây. Và sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ có những cái cách tác động tới hình nhanh chậm khác nhau. Ví dụ bây giờ tôi kéo như thế này, nhưng mà bây giờ tôi ra giảm thêm các tham số đó. Ví dụ thì nó sẽ kéo mạnh hơn. Đó. Thì công cụ này rất là mạnh. Chúng ta có thể là di dịch, biến đổi các cái hình ảnh một cách rất là trực quan, giống như là chúng ta nhào nặn đất sét ấy. Thì cái hình này sau khi mà chúng ta thao tác thì chỉ có một cách duy nhất, tức là nếu mà chúng ta đủ kiên nhẫn, chúng ta undo thì nó mới quay trở về được cái tình trạng ban đầu thôi. Còn nếu không thì đây nó đã là một hình mới hoàn toàn, không còn liên quan gì đến cái hình gốc nữa. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang cái công cụ thứ hai nhé. Công cụ thứ hai thì nó thao tác như thế nào? Công cụ thứ hai nó có tên là Trim. Cái này nó sẽ giúp chúng ta là gì? Vặn xoắn các cái chi tiết của đối tượng. Quy tắc cũng giống như là cái công cụ vừa rồi, có nghĩa là phải nửa trong nửa ngoài. Tôi bấm vào đây không có tác dụng gì cả, tôi bấm bên trong hoàn toàn đối tượng cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng khi nào mà bắt đầu có cái sự nửa trong nửa ngoài của cái công cụ này với đối tượng thì bắt đầu tôi bấm nó sẽ tạo ra vặn xoắn. Đây các bạn sẽ thấy là tôi sẽ tạo ra các cái xoáy. Đấy. Thế thì nó theo nguyên tắc là nó sẽ vặn theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Nhưng nếu muốn chúng ta có thể là can thiệp vào, cách can thiệp cũng giống như là chúng ta làm việc với lại công cụ vừa rồi thôi. Nhấp nút vào đây nó sẽ cho chúng ta gia giảm về kích thước. Đấy. Độ mạnh, độ yếu. Đây, intensity này, các bạn lưu ý intensity này chính là cái giá trị nó làm cho cái thao tác của chúng ta nó mạnh hay yếu nhé.
Đấy, đây thì từ từ đúng không? Nhưng nếu mà tôi tăng cái intensity này lên thì bấm khẽ một cái là nó sẽ xoáy như ăn cướp ngay, tức là tốc độ nó làm rất là nhanh. Đấy, chúng ta nếu mà muốn làm những cái này thì nên thiết lập các tham số nó nhỏ thôi, để từ từ để quan sát cái sự biến dạng của nó. Nhanh quá chúng ta sẽ không làm chủ được cái sự biến dạng đó, và nó nhiều khi là nó sẽ quá. Thế còn về chiều thì đây, chúng ta quan sát về chiều làm việc. Bình thường ra khi mà chúng ta bấm thì nó sẽ chạy theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ đó. Bây giờ các bạn quan sát này, ngược chiều kim đồng hồ này, đây là chuẩn của nó đúng không? Bây giờ tôi muốn mà xuôi chiều kim đồng hồ có được không? Cũng được, chúng ta có thể can thiệp ngay trong lúc chúng ta vẽ. Đầu tiên cứ bấm đi đã cho nó xoay một tí, sau đó thì các bạn nhấn giữ an thì nó sẽ được điều khiển xoay ngược chiều lại. Đấy. Còn nếu mà muốn thay đổi mặc định thì các bạn bấm nút vào đây. Trong này nó sẽ có cái giá trị này, trim rate này. Đấy. Các bạn thay đổi cái chiều của nó, thay đổi các tham số của nó, thì lúc đó nó sẽ cho phép chúng ta là đảo chiều. Đấy. Nhưng mà tốt nhất thì cứ để mặc định đi. Thế còn muốn quay theo chiều nào thì các bạn cứ bấm vào nó. Nếu mà không thích mặc định, nhấn A, nó sẽ bật xoắn theo chiều ngược lại cho các bạn. Đấy, thì đây là cái cách để mà chúng ta tạo ra một cái sự vặn xoáy một đối tượng. Và cái này, nếu mà các bạn làm thì cũng thắc mắc là đây chỉ được làm trên một đối tượng hay có thể làm trên nhiều đối tượng. Thì chúng ta thực ra là chúng ta có thể làm trên nhiều đối tượng. Ví dụ thế này, tôi vẽ ra một hình này. Đó, hai hình này, bốn hình này, ví dụ như này. Bây giờ muốn làm thì rất là đơn giản là hãy chọn cả bốn hình đó, sau đó thì các bạn chọn lấy cái công cụ này và các bạn đưa vào đây cho tôi. Đây, ví dụ tôi có thể tạo ra một cái sự vặn xoáy cho cả bốn đối tượng cùng một lần, miễn là gì đấy, cả bốn đối tượng này cùng được chọn lúc đầu, thì khi chúng ta đưa công cụ vào chúng ta có thể vặn xoáy cả mấy đối tượng đó luôn. Số lượng không hạn chế nhé, miễn là chúng ta chọn nó trước rồi chúng ta sử dụng công cụ. Đấy, thì các bạn có thể là vặn xoáy một đối tượng hoặc nhiều đối tượng. Thế đấy là công cụ để vặn xoáy các đối tượng. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang cái công cụ tiếp theo. Công cụ tiếp theo trong nhóm là công cụ Pucker Tool. Công cụ Pucker Tool này thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Đây các bạn quan sát này. Quy tắc cũng vẫn là nửa trong nửa ngoài khi mà chúng ta đặt công cụ vào. Và khi tôi nhấp chuột, điều gì xảy ra? Của cái đối tượng mà đang được điều chỉnh nó sẽ bị hút về tâm của công cụ. Cái vấn đề này nó sẽ khác biệt tùy theo cái tâm của công cụ đang đặt ở vị trí nào, đặt ở bên ngoài đối tượng hay đặt ở bên trong đối tượng. Đây nhá, đây là bên ngoài đối tượng đúng không, thì cái cạnh của đối tượng sẽ bị kéo cho tới khi nào mà chạm vào cái tâm của đối tượng của công cụ thì thôi. Nhưng nếu bây giờ tôi đặt dạng này thì sao? Tôi đặt tâm của công cụ ở bên trong thì sao? Thì nó lại lõm vào trong, tức là luôn luôn là sẽ kéo cho tới khi nào cái cạnh đó nó biến dạng và nó chạm vào gì ạ? Chạm vào tâm của công cụ thì thôi. Đây, đặt ở bên trong này. Đấy, thì nó chạy vào bên trong theo cái tâm. Đặt ở bên ngoài thì nó chạy ra ngoài. Thực ra thì các bạn cũng vẫn có thể là vừa bấm chuột mà các bạn vừa di được. Vừa nãy là tôi bấm chuột và tôi để nguyên cho tới khi nào mà nó chạy, nó biến dạng chạm vào cái tâm của công cụ thì thôi. Nhưng nếu mà chúng ta bấm chuột này và chúng ta lại di chuyển thì chúng ta vẫn kéo cái đối tượng theo
Này. Nếu như đặt ở một cái vị trí mà nó lại lửng lơ con cá vàng ở giữa như thế này thì nó sẽ kéo cả hai các cạnh vào cho tới khi nào nó chạm vào cái điểm tâm thì thôi. Đấy là cái thao tác sử dụng công cụ Poker Tool để làm biến đổi các đối tượng. Đây, các bạn nhìn cũng giống như là cái xoáy vừa rồi, nếu như mà tôi chọn nhiều đối tượng thì tôi cũng có thể kéo các cạnh của nó dính vào như thế này. Làm biến dạng đều đó. Bây giờ chúng ta xem tiếp công cụ tiếp theo nữa nhé. Công cụ tiếp theo thì nó ngược lại với lại cái công cụ Poker, công cụ Blood Tool. Công cụ Blood Tool này thì nó sẽ không phải chạy theo tâm của công cụ nữa mà nó lại chạy theo cạnh của công cụ. Đây các bạn để ý này, tôi để cái tâm của công cụ ở bên ngoài. Và bây giờ tôi bấm này thì cạnh của cái đối tượng nó sẽ cong đi, nó bám cho tới khi nào nó bám vào cái rìa ngoài của cái công cụ tôi đang sử dụng. Nhưng nếu mà bây giờ tôi để cái gì đấy ạ, tôi để cái tâm của công cụ đang dùng nằm vào bên trong của đối tượng thì sao, thì nó không phải lõm vào trong nữa mà nó lại đẩy ra ngoài đấy, nó chạm tới khi nào nó chạm vào cạnh của công cụ tôi đang dùng thì thôi. Và đây, bây giờ chúng ta lại thử nghiệm với cái trường hợp là nhiều cái thì sao, nhiều đối tượng thì sao. Chọn tất cả đó. Nó cũng sẽ đẩy đều tất cả cho tới khi nào mà chạm vào cái cạnh của công cụ thì thôi. Tiếp nữa, chúng ta xem tiếp các cái trường hợp còn lại này nhé. Còn lại này thì chúng ta còn bốn công cụ Scalloop này, Crystallize và Ringer. Scallop với lại Crystallize này thì thực ra là nó là một cái biến thể của hai thằng Poker và Blot. Poker và Blot thì nó một cái là chạy và bám tâm, một cái là chạy và bám cạnh của công cụ. Tuy nhiên là cái sự biến dạng của cạnh của đối tượng nó sẽ chỉ có một đường cong duy nhất thôi, một đường biến dạng duy nhất thôi. Đây chúng ta xem lại này, Poker này kéo cho tới khi nào chạm tâm đó. Thế còn cái tương tự của nó là gì đấy ạ? Là cái scallop. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Nó cũng kéo về phía tâm của công cụ đang dùng, nhưng mà thay vì là một cái đường biến dạng này thì chúng ta lại có gì đấy ạ? Nhiều đường biến dạng khi mà kéo về phía tâm của công cụ. Đây, thằng này nếu vào trong này. Đấy. Còn với cái công cụ gì đấy ạ? Poker thì nó chỉ kéo một đường thôi, thằng này thì kéo nhiều đường. Thế còn bao nhiêu đường thì phụ thuộc vào cái tùy chọn này của chúng ta. Nhấp đúp vào công cụ, mở hộp thoại ra. Đây, các bạn sẽ thấy là cái complexity và cái detail, hai cái này khi các bạn thay đổi nó thì nó sẽ tạo ra cái tham số cho công cụ. Muốn nhiều đường hơn nữa, muốn nhiều biến dạng hơn nữa thì chúng ta thay đổi các giá trị detail và complexity này sang tham số khác, lập tức cái số lượng của các cái đường biến dạng nó sẽ nhiều lên. Thế còn đối với cái công cụ phía sau này, Crystallize này, thì nó làm cái biến thể của cái thằng Blot này thôi. Đây các bạn quan sát, chúng ta lại phân biệt giữa hai cái khác biệt nhau một chút như thế nào nhé. Với cái công cụ Blot này thì khi tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là hình của chúng ta đang thao tác nó sẽ biến dạng cho tới khi nào nó chạm vào cái cạnh của công cụ thì thôi.
và nó chỉ biến dạng bằng một đường duy nhất. Thế còn cái công cụ này thì sao? Crystallize này, đây các bạn nhìn, biến dạng nhiều. Đấy, biến dạng nhiều đường. Và bao nhiêu đường thì cũng giống như vừa nãy tôi đã nói với các bạn. Đó là nhấp đúp vào đây, gia giảm các tham số complexity và detail thì nó sẽ tạo ra nhiều thứ hơn. Đây, ví dụ. Hoặc là mạnh hơn, hoặc là nhiều hơn về mặt số lượng. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái công cụ này nó sẽ tạo ra nhiều đường cong biến dạng hơn. Thế còn cái công cụ cuối cùng ở trong nhóm này thì nó phức tạp hơn, nó biến dạng theo một cách khác. Đây, Ring kia. Thằng này các bạn để ý này, khi tôi nhấp chọn công cụ và tôi đưa vào đây bằng cách bấm, chúng ta thấy nó tạo ra rất là nhiều các cái đường điều khiển, điểm điều khiển ở đây, nhưng không thấy gì cả, đúng không? Đây là cạnh đứng. Bây giờ tôi đặt thử lên cạnh ngang này, các bạn quan sát. Tôi bấm vào giữ chuột thì các bạn sẽ thấy cái sự biến dạng của đường biên của đối tượng. Tuy nhiên nó không giống như là các công cụ trước đó chúng ta đã làm. Chúng ta bấm giữ cái công cụ thì nó cứ thế là nó biến đổi mạch cho tới khi nào nó chạm vào tâm hoặc chạm vào cạnh rìa của công cụ thì thôi. Nhưng cái này thì các bạn thấy rất rõ là nó uốn éo như kiểu động đất ấy, đúng không? Lúc trồi lên, lúc hạ xuống, và nó không có một cái cấp độ duy nhất. Đấy, tôi cứ giữ và nó vẫn tiếp tục cuốn, vẫn tiếp tục thay đổi. Các bạn quan sát cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng với lại cái sự biến đổi của cái đường này thì các bạn dừng, thì nó sẽ dừng lại thôi. Thế thì cái công cụ này nó chỉ tác động tới cái đường ngang thôi, hay là nó tác động tới cả đường dọc? Thực ra thì nó cho phép chúng ta làm biến đổi cả hai. Đấy, các bạn quan sát, nhấp đúp vào công cụ này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ngoài cái phần ở trên này là tương đối là giống nhau với các công cụ, nghĩa là chiều rộng, chiều cao, góc độ và mật độ, thì cái phần Ring Option này ở dưới này các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái thứ thiết lập hơi khác một tí. Ví dụ đây, chúng ta thấy có hai trường Horizontal và Vertical này, thì các bạn sẽ thấy là một trường đang là 0% và một đường trường là 100%. Đấy, nó lý giải cho chúng ta thấy là tại sao khi tôi bấm vào cái cạnh này thì mặc dù thấy xuất hiện các điểm điều khiển mới, nhưng mà cái cạnh này nó không có dao động. Tại vì cái chiều dao động này đang bị thiết lập là 0%. Bây giờ tôi thiết lập lại cái chiều này thành ra 100% nhé. Chiều này chạm về 0. Thì lúc tôi bấm vào đây, nó sẽ di chuyển theo chiều ngang và không di chuyển theo chiều đứng. Còn nếu mà tôi thiết lập mà để cả hai thì sao? Thì lúc ấy nó hơi phức tạp đấy. Đây, ví dụ đặt cả hai là 100% lên, thì lúc này tôi bấm vào một đường nào đó thì nó di động theo cả hai chiều, cả lên cả xuống, và chúng ta sẽ nhận được kết quả nó cũng rất là khó mà hình dung. Thế những cái công cụ này thì giúp chúng ta làm cái gì? Tất cả những công cụ làm biến dạng thì tất nhiên là giúp chúng ta làm biến dạng các đối tượng rồi. Đấy, thế còn biến dạng như thế nào thì tùy thuộc vào cái ý tưởng của các bạn, cái mong muốn của các bạn. Và trong từng trường hợp chúng ta sẽ chọn một công cụ phù hợp, biến đổi các tham số làm sao cho phù hợp. Đấy. Thì như vậy là chúng ta vừa giới thiệu nhanh nhóm các công cụ làm biến dạng các cái đối tượng. Trong đó chúng ta có 7 công cụ là làm biến dạng đối tượng theo kiểu bề mặt. Thế còn một công cụ là làm biến đổi đối tượng theo dạng là can thiệp vào đường viền. Đấy, và duy chỉ có cái công cụ đường viền là các bạn có thể thao tác để đưa cái đối tượng trở về cái dạng nguyên bản ban đầu, tức là về lại cái hình thức trông giống như ban đầu. Thế còn những cái công cụ mà làm biến dạng này thì các bạn sẽ không có cách nào loại bỏ cái tác động mà nó đã can thiệp vào đối tượng, trừ khi các bạn đủ kiên nhẫn ngồi ăn đu cho nó quay trở về thôi. Còn
nếu không thì nó sẽ biến đổi thành một cái đối tượng khác với các cái thuộc tính về mặt hình dáng là không giống như là cái đối tượng gốc ban đầu nữa.